Xin kính chào quý vị khán giả, chào toàn thể các em học sinh thân yêu. Cô là Nguyễn Thị Hương Thủy, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. Rất vui được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Các em ạ, chúng ta đang tiến tới lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít. Làm nên được chiến công vĩ đại của nhân loại ấy, có sự góp công của những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, của những con người Nga Xô Viết bé nhỏ. Và đã có một tác phẩm viết về những con người với những sự hy sinh lớn lao mà thầm lặng ấy. Đó chính là tác phẩm Số phận con người của nhà văn Nga Solokhov. Và hôm nay, chúng ta sẽ đến với truyện ngắn Số phận con người. Truyện ngắn này, chúng ta sẽ được tìm hiểu trong hai tiết học. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tiết học. Thứ nhất, chúng ta sẽ đến với nội dung tìm hiểu chung. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhà văn Nga Solokhov. Ở nội dung này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phương diện sau đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ đánh giá chung về nhà văn. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu những ảnh hưởng của quê hương đến với nhà văn. Chúng ta tìm hiểu thời đại mà nhà văn sống, những nét cơ bản về cuộc đời của nhà văn, sự nghiệp của nhà văn và phong cách nghệ thuật của ông. Về đánh giá chung, Mikhail Alexandrovich Solokhov sinh năm 1905, mất năm 1984, được đánh giá là nhà văn Nga lỗi lạc của thế kỷ 20, người đã nhận giải thưởng Nobel về văn học năm 1965. Những tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và ông cũng được xếp vào một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng lớn của nhân loại thế kỷ 20. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những dấu ấn của quê hương lên cuộc đời cũng như sự nghiệp của Solokhov. Solokhov sinh ra ở thị trấn Vyushenskaya thuộc tỉnh Rostov trên thảo nguyên sông Đông. Thảo nguyên sông Đông, cái mảnh đất vừa nên thơ vừa hoang sơ, vừa trữ tình vừa mãnh liệt ấy đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong những trang văn của Solokhov. Và chính mảnh đất ấy cũng đã tạo nên cái không gian nghệ thuật thật là ấn tượng trong những tác phẩm xuất sắc của Solokhov. Trên mảnh đất sông Đông ấy là những con người cô giác, những con người đầy gan dạ, đầy bản lĩnh, kiêu hãnh và rất giàu lòng tự trọng. Có lẽ cái khí chất của người cô giác ấy cũng phần nào ảnh hưởng tới phong cách trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp của Solokhov. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thời đại mà Solokhov đã trải qua. Các em sẽ nhận ra rằng Solokhov đã sống qua những thời điểm đầy ấn tượng của nước Nga cũng như của cả nhân loại. Trước hết phải kể đến cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Cuộc cách mạng vĩ đại lần đầu tiên đã đưa người lao động thế giới được làm chủ cuộc đời mình và làm chủ vận mệnh dân tộc. Nhà nước công nông binh đầu tiên trên thế giới. Và chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng cái dấu ấn ấy cũng sẽ thể hiện rất đậm nét trong các tác phẩm của Solokhov cũng như trong chính cuộc đời ông. Tiếp đến là cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai mà nước Nga đã góp một công sức vô cùng to lớn. Không thể quên được những trận Stalingrad, Leningrad. Cũng không thể quên được nước Nga đã đổ công sức của mình như thế nào trong những chiến thắng chống phát xít huy hoàng. Và chính Solokhov, con người đi đến tận cùng của những cuộc chiến ấy, sẽ hiểu sâu sắc điều gì làm nên sức mạnh của nước Nga, điều gì làm nên sức mạnh của con người Nga Xô Viết. Đó chính là những con người nhỏ bé, thầm lặng và những nỗi khổ đau bất tận của họ đã kết dệt nên
chiến công và chiến thắng cho nhân loại. Như thế, các em có thể nhận ra rằng Solokhov đã sống trong những sự lật trang vĩ đại không chỉ của lịch sử nước Nga Xô Viết mà còn của lịch sử nhân loại. Tất cả những điều đó đã ghi dấu trong những tác phẩm của ông. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một số dấu mốc trong cuộc đời của Solokhov. Các em sẽ thấy rằng, ngay từ thuở niên thiếu, Solokhov đã sớm tham gia các hoạt động cách mạng. Từ những việc như làm thư ký ủy ban cho đến trưng thu lương thực và kể cả tiễu trừ phỉ. Những dấu ấn ấy sẽ để lại những kinh nghiệm rất sâu sắc trong sự nghiệp của ông. Và cùng với những khát khao của thuở thiếu thời ấy, năm 1922, Solokhov khi mới 17 tuổi đã lên Moscow. Ở đây, ông đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ việc làm thư ký cho đến việc làm những việc nặng nề như đập đá, khuân vác đá. Thời gian còn lại, Solokhov dành cho việc tự học và tự viết văn. Trong những năm tháng này, Solokhov đã có những trang viết được in trên các báo trung ương. Các em sẽ nhận ra rằng, một chàng trai tỉnh lẻ mà được in trên báo trung ương đã hứa hẹn một tài năng sớm nở rộ như thế nào. Thế nhưng, năm 1925, Solokhov quyết định trở về với sông Đông, với một tình yêu sông Đông vô cùng, và để thấy sông Đông trở thành một nguồn cảm hứng bất tận đối với Solokhov. Và trở về với sông Đông là trở về với cội nguồn nghệ thuật và cội nguồn cuộc sống của mình. Ở sông Đông, Solokhov đã viết những tác phẩm để đời bất hủ của mình. Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, Solokhov đã theo sát các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trên rất nhiều mặt trận với tư cách là phóng viên của báo Sự Thật. Các em sẽ thấy rằng, ở thời chiến, là phóng viên mặt trận là công việc vô cùng gian khó. Họ sẽ phải xuất hiện trong những khoảnh khắc ghi dấu ấn nhất. Họ sẽ phải ghi lại những sự kiện quan trọng nhất. Và vì thế, họ thực sự xứng đáng là những người lính dũng cảm nhất. Và Solokhov là một người lính, một phóng viên, một nhà văn dũng cảm như vậy. Với một trải nghiệm sâu sắc như thế, chúng ta sẽ cùng nhìn về sự nghiệp của Solokhov. Khi ở độ tuổi 21, Solokhov đã cho in hai tập truyện ngắn đầu tiên. Đó là tập truyện Truyện Sông Đông và Thảo Nguyên Xanh. Từ năm 1925 đến năm 1940, Solokhov trong 15 năm đã bắt tay vào viết bộ tiểu thuyết để đời của mình. Bộ tiểu thuyết sau này đã góp một công rất quan trọng để ông có được giải Nobel văn học cao quý, bộ tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm. Năm 1932, khi đang viết bộ tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, Solokhov cũng đã viết tiểu thuyết Đất Vỡ Hoang. Tiểu thuyết này viết về quá trình hợp tác xã hóa và cũng để lại một dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của ông. Vào năm 1943, khi Thế chiến thế giới lần thứ hai diễn ra, Solokhov cũng đã viết tiểu thuyết Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc. Thực ra, tiểu thuyết này chưa hoàn thành, thế nhưng cũng đã được giới thiệu đến đông đảo bạn đọc và được yêu thích. Có thể thấy, những tác phẩm của Solokhov đã được giới thiệu ở Việt Nam và đã trở thành những tác phẩm gối đầu giường của rất nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với phong cách nghệ thuật của nhà văn Solokhov. Solokhov được coi là lá cờ đầu của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Điều đấy được thể hiện trên một số phương diện như sau. Về đề tài, ông hướng đến sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng, hướng đến công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa
ở Liên bang Xô Viết, hướng đến cuộc chiến đấu chống phát xít của nhân dân Xô Viết, của những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô. Về nhân vật, ông quan tâm đến con người Nga, nhân dân Nga. Đối với ông, đó là nhân dân người lao động, là nhân dân người xây dựng và nhân dân anh hùng. Về mối quan tâm, ông quan tâm đến sự chuyển biến của nước Nga, của Liên bang Xô Viết trước những bước chuyển của lịch sử, và còn quan tâm đến những dằn vặt, suy tư, những khát khao của thế giới tinh thần con người. Tất cả những đề tài đó đã được nhìn ở góc độ số phận con người cụ thể. Solokhov đã cho chúng ta hiểu những trang lịch sử của nhân loại, của nước Nga đã được phản chiếu như thế nào vào trong những số phận của con người cụ thể. Cũng trong phong cách nghệ thuật của Solokhov, các em có thể thấy sự kết hợp hòa điệu giữa cái anh hùng và cái hài hước. Có thể thấy được nghệ thuật điển hình hóa. Và trong các tác phẩm của Solokhov, chúng ta thấy sự thật được tôn trọng trong từng câu văn, từng chi tiết và từng hình ảnh. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần tìm hiểu chung về tác phẩm Số phận con người. Tác phẩm này, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh ra đời của nó. Tác phẩm được đăng trên báo Sự Thật vào cuối năm 1956, đầu năm 1957, có nghĩa là 12 năm sau chiến thắng phát xít của nhân loại cũng như của nhân dân Nga. 12 năm, đó thực sự là một độ lùi thời gian để cho con người Nga nhìn nhận về chiến tranh với một cái nhìn nhân văn hơn, con người hơn, để có thể dũng cảm nhìn thấy đằng sau những chiến công, đằng sau vầng hào quang sẽ là những điều gì. Chính vì vậy, tác phẩm cũng được coi là một cột mốc quan trọng mở ra một chân trời mới cho nền văn học Nga Xô Viết lúc bấy giờ. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ vào phần tìm hiểu tóm tắt truyện ngắn Số phận con người. Được xếp vào thể loại truyện ngắn, nhưng Số phận con người có một dung lượng tương đối lớn. Và sách giáo khoa sẽ chỉ giới thiệu một đoạn trích cho chúng ta. Để có thể tìm hiểu kỹ về đoạn trích này, cô muốn giới thiệu với các em phần tóm tắt của tác phẩm, cho chúng ta có một cái nhìn khái quát về tác phẩm. Trong phần tóm tắt này, cô cũng xin được giới thiệu với các em một số cảnh trong bộ phim Số phận con người do xưởng Mosfilm sản xuất. Bộ phim đã được đạo diễn bởi một nhà đạo diễn tài năng của Nga, Bondarchuk. Và chính vị đạo diễn này cũng đóng vai chính với nhân vật Andrei Sokolov trong phim. Mời các em chúng ta cùng theo dõi. Mùa xuân năm 1946, tác giả đã gặp bố con Sokolov và Vania ở một bến phà. Trong lúc chờ phà, Sokolov đã kể lại câu chuyện của đời mình cho tác giả nghe. Nhưng chính ở thời điểm này, anh đã biết tin Irina và hai người con gái của mình đã chết vì bom phát xít. Niềm hy vọng cuối cùng của anh được dồn vào Anatoly, người con trai cả, bây giờ là đại úy pháo binh. Hai cha con hẹn nhau, gặp nhau vào đúng ngày chiến thắng ở Berlin. Nhưng đúng vào ngày 9 tháng 5, Anatoly đã chết vì một tay thiện xạ Đức. Sokolov đã chôn Anatoly trên đất Đức. Anh không trở về Voronezh mà đến Uripinsk. Ở đây, anh đã gặp Vania, một đứa trẻ mồ côi, và nhận Vania làm con nuôi. Những tưởng cuộc đời sẽ lại hạnh phúc với anh, nhưng rồi nỗi khổ tâm đeo bám Sokolov, câu chuyện con bò xảy ra, và rồi hai cha con tiếp tục đi lang thang khắp nước Nga. Câu chuyện kết thúc
với cuộc chia tay của tác giả và Sokolov và những suy nghĩ của tác giả về những con người nước Nga. Các em thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu chung về nhà văn Nga Solokhov và truyện ngắn Số phận con người. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau vào phần tìm hiểu, đọc hiểu đoạn trích. Và nội dung ở tiết học này, chúng ta sẽ đến với Sokolov trước khi gặp Vania. Các em sẽ thấy rằng, cuộc đời của Sokolov là những chuỗi của nỗi đau. Trước chiến tranh, anh đã mất hết người thân vì nạn đói, cả cha, cả mẹ, cả em gái. Anh may mắn sống sót chỉ bởi vì anh đã đi làm cu lắc ở một nơi khác. Trong chiến tranh, anh mất vợ và hai người con gái của mình. Mặc dù khi chia tay Irina, giống như các em đã vừa xem đoạn phim, anh đã nỗ lực để nghĩ rằng mình sẽ phải cố gắng để trở về với Irina, để lau khô giọt nước mắt của cô ấy, để an ủi cô ấy, để cho cô ấy tin rằng thế nào rồi anh cũng trở về với em. Thế nhưng đã không chết người trai chiến trận, mà chết người phụ nữ ở hậu phương cùng với hai người con gái của mình. Niềm hy vọng cuối cùng của Sokolov là ở Anatoly, đứa con trai nổi tiếng học giỏi toán, bây giờ là đại úy pháo binh. Sokolov đã mơ đến cái giây phút sẽ được về ở với vợ chồng con trai mình, sẽ được chăm sóc những đứa cháu nội của mình. Nhưng Anatoly đã bị bắn chết vào đúng ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Em hãy đặt mình vào Sokolov. Hãy đặt mình vào một con người. Anh còn lại gì? Trong đúng ngày chiến thắng, khi cả nhân loại vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc, anh là kẻ bất hạnh nhất. Vào ngày tất cả mọi người đều được đoàn tụ, thì cũng là ngày anh ly biệt, tử biệt tất cả những người anh yêu thương. Con người đã đem lại nụ cười chiến thắng cho cả nhân loại, giờ đây đến giọt nước mắt cũng héo khô. Sokolov còn lại gì? Anh chỉ còn lại một con người trống trơn, một đôi mắt phủ cho. Và anh chỉ biết chôn niềm hy vọng và niềm vui sướng cuối cùng của mình là Anatoly ở trên đất Đức. Cuộc đời Sokolov là cuộc đời của một con người luôn bị định mệnh đeo bám. Và chúng ta cũng nhận ra rằng cái chiến công mà cho đến bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ quên được ấy đã được làm nên bởi sự hy sinh của không biết bao nhiêu những con người bé nhỏ với nỗi khổ đau bất tận như thế. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở nỗi khổ đau ấy. Sokolov, một con người Nga bé nhỏ, một người lính Nga kiên cường, vẫn tiếp tục sống. Anh không trở về Voronezh như để chối bỏ cái quá khứ khổ đau ám ảnh. Anh đến với Uripinsk để hướng đến một tương lai và với một khát vọng phải sống. Các em sẽ thấy rằng con người Nga như Sokolov cũng là con người của sức chịu đựng phi thường, của một nỗ lực để vượt qua nỗi khổ đau của chính mình. Và các em cũng nhận ra rằng nhịp kể ở trong đoạn truyện này được lướt rất nhanh. Hình như Sokolov muốn nói với chúng ta rằng chính cuộc sống không cho phép con người chỉ sống với nỗi khổ đau. Các em hãy nhìn lên màn hình để ghi nhớ về hình ảnh con người Sokolov trước khi gặp bé Vania. Một con người bị ám ảnh bởi nỗi khổ đau do định mệnh đeo bám, nhưng cũng là con người với một sức chịu đựng phi thường như biểu tượng kiên cường của nước Nga.
cô trò mình sẽ đến với phần củng cố và luyện tập. Ở phần này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số nội dung. Và nội dung đầu tiên cô muốn chia sẻ với các em đó là: hãy dựa vào phần tóm tắt tác phẩm Số phận con người, anh chị thử làm sáng tỏ nhận định về Solokhov. Sự thật táo bạo bao trùm toàn bộ tác phẩm của Solokhov. Ông dám nói lên sự thật, dù đôi khi nó khắc nghiệt và cay đắng. Bây giờ, cô muốn hướng các em đến một số gợi dẫn về nội dung này như sau. Toàn bộ tác phẩm Số phận con người đã cho chúng ta đến với gương mặt của chiến tranh. Chiến tranh giống như một phép thử để có thể thử mọi giá trị của cuộc sống. Trong chiến tranh ấy, chúng ta thấy hình ảnh của chiến công và chúng ta cũng sẽ thấy gương mặt của nỗi khổ đau. Sokolov chỉ là một người lính Nga bé nhỏ, một con người Nga vô danh. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại cả cuộc đời của Sokolov thì không ít những chiến công. Các em sẽ thấy Sokolov đã sống sót trong trại phát xít với một sự kiên cường, với một tính cách Nga. Đến cả tên chỉ huy của trại phát xít đã ngưỡng mộ trước phẩm chất Nga của anh mà cho anh cơ hội sống. Sau đó, người lính Nga Sokolov đã rất mưu trí và dũng cảm để cướp xe chạy thoát. Và anh là người vinh dự vào giải phóng Berlin trong đúng ngày chiến thắng. Thế nhưng, bên cạnh gương mặt của chiến công là những nỗi khổ đau bất tận. Vợ và con gái anh đã chết bom. Anh cũng mất người con trai cuối cùng. Và anh chẳng còn lại gì sau chiến thắng ngoài nỗi khổ đau. Các em thấy không? Trong cuộc đời này, chiến thắng sẽ còn mãi. Nhưng để có được những chiến công vĩ đại ấy, thì sự khổ đau của con người cũng sẽ là bất tận. Và bây giờ, cô muốn đến với nội dung thứ hai. Đây là một trích đoạn được trích ra từ tác phẩm Số phận con người. Đúng sáng ngày 9 tháng 5, ngày chiến thắng, một thằng thiện xạ Đức đã giết chết mất Anatoly của tôi. Tôi bước đến bên quan tài, con trai tôi nằm đó, mà lại không phải là con tôi. Con tôi bao giờ cũng tươi cười, một thằng bé vai hẹp với cục yết hầu nhọn trên cái cổ gầy thẳng. Còn nằm đây là một chàng trai trẻ, vai rộng, người đẹp, mắt hé hé mở, cứ như là không nhìn vào tôi, mà nhìn vào một chốn xa xăm nào đó, tôi không biết được. Chỉ có một bên khóe mép là vẫn còn đó vĩnh viễn một nụ cười của thằng bé con trai tôi ngày trước. Chỉ có chừng ấy là tôi nhận ra được. Tôi cúi hôn con tôi, rồi đứng sang một bên. Trung tá đọc diễn văn. Các đồng chí, các bạn của Anatoly lau nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt của tôi thì hình như đã khô cạn trong tim. Có lẽ vì vậy mà tim tôi đau buốt đến thế chăng? Và các em sẽ thấy là đoạn văn này đã được đạo diễn Bondarchuk chuyển thể thành ngôn ngữ điện ảnh trong đoạn phim sau đây. Yêu cầu của nội dung này là chúng ta hãy so sánh ngôn ngữ điện ảnh và ngôn ngữ văn học qua đoạn Sokolov vĩnh biệt Anatoly. Trước hết, chúng ta sẽ đến với ngôn ngữ điện ảnh. Các em sẽ thấy, ở ngôn ngữ điện ảnh, đạo diễn đã tập trung vào hai góc quay. Góc quay thứ nhất là góc quay, chúng ta có thể thấy ống kính máy quay đã lia dọc theo đội quân danh dự. Anatoly với góc quay ấy như là người con đã được tổ quốc ghi công. Và mặc dù Anatoly nằm bất động nhưng đầy kiêu hãnh, cái kiêu hãnh của một con người chiến thắng. Nhưng ở một góc quay khác, các em có thể nhìn lên trên màn hình, đó là góc quay hướng vào Sokolov để chúng ta thấy được hình ảnh của một người cha bé nhỏ, tội nghiệp, một con người không còn gì ở trên cuộc đời này.
chúng ta cũng sẽ nhìn thấy ống kính đã tập trung vào một khuôn mặt đầy vô vọng với một nụ hôn từ biệt đầy ngắn ngủi của Sokolov. Và các em có thể nhìn thấy được ở cái trường đoạn này, không chỉ thấy được một tính sử thi bi tráng mà còn thấy được rất rõ một nỗi khổ đau rất chân thật của con người. Và với sức mạnh của ngôn ngữ điện ảnh, chúng ta thấy được cái nhìn trực quan gợi sức liên tưởng rất sâu sắc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với ngôn ngữ văn học. Các em sẽ nhận ra rằng với ngôn ngữ văn học, Sokolov đã có những sự bối rối đầy biến động ở trong tâm hồn của anh, trong tâm trạng của anh. Anh không nhận ra đứa con của mình nữa. Anh bối rối ngay chính với đứa con ruột thịt của mình. Và đó chính là mất mát lớn của người lính. Ngay cả giây phút từ biệt đứa con trai của mình, anh vẫn hốt hoảng nhận ra. Hình như mình đã xa con quá lâu để không còn nhận ra nó nữa. Nó không còn là một thằng bé gầy gò bé nhỏ mà là một chàng trai vai rộng, rất đẹp đẽ. Chỉ còn nụ cười là khiến cho Sokolov nhận ra đó là con mình. Nhưng đó là nụ cười thân quen mà đồng thời cũng là nụ cười vĩnh biệt. Đó là nụ cười kiêu hãnh của người chiến thắng và để lại cho Sokolov một nỗi khổ đau bất tận. Các em sẽ thấy với sức mạnh của ngôn ngữ văn học, Sokolov đã diễn tả được cái nhìn bên trong của nhân vật Sokolov. Các em thân mến, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của tiết 1 tác phẩm Số phận con người của nhà văn Nga Sokolov. Câu chuyện đã không dừng ở nỗi đau này. Điều gì sẽ chờ đợi Sokolov? Điều gì sẽ chờ đợi người lính Nga dũng cảm mang nỗi khổ đau ấy? Tất cả sẽ chờ đợi chúng ta trong tiết học thứ 2 của bài học. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em trong tiết học tới.